Các tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. Thưa quý vị, một tuần trôi qua thật là nhanh và chúng ta lại được gặp nhau à, với xã hội hiện đại ngày nay thì việc chị em phụ nữ vừa phải chu toàn việc bếp nút nội trợ trong gia đình vừa phải ra ngoài để kiếm tiền không còn là một hình ảnh quá xa lạ với chúng ta nữa. À, thế nhưng à, như vậy thì có nghĩa là áp lực của chị em phụ nữ ngày nay ngày càng tăng. Vậy có cách nào để cân bằng cuộc sống cho các chị em để các chị em vẫn có thể ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập, đồng thời vẫn làm tròn trách nhiệm của người mẹ và người vợ trong gia đình. Ngày hôm nay để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ tiến sĩ chuyên gia tâm lý Trần Hữu Đức đến từ trung tâm tư vấn Better Living. Dạ xin chào anh ạ. Chào các bạn. À, thưa anh có một khán giả đã gửi thư về cho chương trình và tâm sự như thế này tôi thật sự mệt mỏi vì chồng không thông cảm với công việc hiện tại của tôi vừa rồi tôi hùng vốn kinh doanh với chị bạn nên công việc khá bận rộn và thường phải về trễ nhưng chồng tôi thì không muốn như vậy giờ tôi phải làm sao thưa chuyên gia dạ, trong trường hợp này thì theo chuyên gia thì anh có thể tư vấn gì cho người phụ nữ này ạ à? vừa phải ra ngoài làm việc vừa phải chu toàn việc bếp nút trong gia đình thì có phải vì điều này nó đã làm tăng áp lực trong cuộc sống đối với các chị em phụ nữ hay không ạ à? Dạ, yeah, uh, hoàn toàn chính xác trong những cái thập niên gần đây uh, thì mình thấy là cái vai trò của người đàn ông thì vẫn giữ nguyên nhưng vai trò của người phụ nữ thì phải cộng thêm uh, họ không những chỉ có lo chuyện ở trong nhà chuyện bếp nút mà còn phải lo chuyện bươn chải bên ngoài nữa để cùng với chồng uh, mưu sinh thì chúng ta thấy quả thật là người phụ nữ phải chịu áp lực nhiều hơn rất là nhiều đối với chính bản thân của mình thì sự nghiệp là quan trọng tài chính là quan trọng thưa quý vị nhưng nó còn nhiều cái khác không kém phần quan trọng thí dụ như chuyện gia đình chuyện bạn bè thí dụ như chuyện sức khỏe sở thích tôn giáo đức tin tâm linh vân vân nhiều thứ lắm và trong trường hợp này người phụ nữ này chỉ có tập trung mỗi một chuyện sự nghiệp kiếm tiền. và kiếm tiền mà thôi và chưa thực sự thấy được những cái mảng còn lại mà mình cần phải đầu tư cho chính mình đó, thí dụ thú vui bạn có thực sự đầu tư cho cái thú vui cho sở thích cho bạn bè của chính bản thân của mình hay không đôi khi vì thiếu những cái đó mà làm cho người phụ nữ đi làm cực thì ai cũng sẽ cực nhưng khi mình quên chăm sóc chính bản thân của mình á thì mình sẽ về nhà trong trạng thái rất là căng thẳng và mệt mỏi và cái đó sẽ tác động tới ông chồng và những đứa con của mình nữa à, trong trường hợp của bạn thì để tạo được cái sự thấu cảm giữa mình và chồng thì bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian để thực sự chia sẻ những cái công việc những cái áp lực những cái khó khăn với chồng của mình và ừ. thiệt ra người vợ sẽ vô cùng khéo léo nếu như các bạn đừng có ôm ông chồng mà khóc lóc ỉ ôi không có ông chồng nào thích như vậy cả ừ. nhưng nếu như bạn nêu vấn đề và xin cao kiến của chồng của mình thì lúc đó chồng của mình sẽ cảm nhận được cái áp lực rất là rõ của các bạn thay vì về mình cằn nhằn trời ơi sao mệt mỏi rồi la hét um sùm thì mình sẽ nói với chồng là anh ơi là bây giờ em đang có hai vấn đề khó khăn như vậy như vậy như vậy thì theo như ý của anh á em không biết nghe ai và theo ý anh thì hai cái công việc này em sẽ ưu tiên làm cái nào hay như thế nào đó thì tự nhiên khi ông chồng mình mà tư vấn lại cho mình là em phải làm cái này em phải làm cái kia có nghĩa là đồng nghĩa với việc là chồng đã đồng ý mình đi ra ngoài làm cái công việc Chắc đó ra, các tường thông minh quá <laughs> <laughs> à, và cũng thử thêm một cách nữa nhé đó là hãy cố gắng tổ chức sao cho các đồng nghiệp của người vợ á, dạ. à, được có dịp gặp ông chồng của mình thì đó cũng là một cách nữa làm cho chồng của mình á, cảm thấy không xa lạ với công việc của vợ à, khi họ cảm thấy có sự kết nối thì lúc đó người vợ khi về á, khi kể chuyện á, ông chồng hiểu. ông dễ nhập tâm hơn dạ. anh nhớ ông Cường không anh nhớ người này người dạ. kia dạ. không đó nó dài, vài một vài, một vài, một vài nè vân vân thì ông chồng ông sẽ liên kết được tốt hơn thì đó ông sẽ chia sẻ và dễ thấu cảm hơn với công việc của người vợ mình nữa. Dạ vâng. Vậy thì theo như anh thì làm cách nào để cho chị em phụ nữ có thể cân bằng được giữa cái công việc ở bên ngoài xã hội để kiếm tiền để kinh doanh với cái cuộc sống nội trợ bếp núc ở trong nhà lo cho chồng lo cho con? Dạ, à, nghe nó hơi lạ tí xíu nhưng thiệt ra là hãy ít kỹ hơn một tí. Ít kỹ hơn là sao ạ? Ừ, tức là biết chăm lo tới chính bản thân của mình khó lòng thực sự yêu thương những người thân thương và quan trọng trong cuộc đời của ta nếu như ta không biết thực sự thương yêu bản thân của mình à, có nghĩa nếu bản thân của mình mà cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thì có công việc nó cũng sẽ không bị áp lực ngay cái chuyện nhà chuyện bếp núc cũng sẽ không cảm thấy bị áp lực mà đó giống như là cung công việc hàng ngày chúng ta giống như phải ăn phải uống thì chúng ta phải làm việc vậy thôi Chính cái cái đó là cái thái độ mình dành cho mình hết phải thực sự chăm sóc bản thân thì mình sẽ biết chăm sóc những người xung quanh như thế nào à. và tiếp theo nữa là các chị em phụ nữ hãy biết phân bổ thời gian. Thường chị em phụ nữ ít có dùng lịch lắm, mà nếu có dùng lịch á thì chỉ có ghi những cuộc hẹn mà mình phải gặp một ai đó, hoặc phải thực hiện một cái trách nhiệm nào đó của mình với đối ai đó? với ai đó, chứ chưa bao giờ thực sự đặt cuộc hẹn cho chính mình. Thí dụ như hôm nay cuối tuần hoặc vào dịp lễ gì đó, tôi muốn dành cho tôi hai tiếng đồng hồ để đọc sách là chẳng làm gì cả, chẳng hạn mong là các bạn trong cái lịch của mình xuất hiện thêm những cái thứ những cuộc hẹn với chính mình vậy là cái này các tường có làm may quá vậy là mình đang còn được cân bằng rồi một cái lời khuyên thêm nữa là nếu như thân yếu tâm sẽ yếu theo vì thế các chị em phụ nữ của mình biết rằng chúng ta phải làm rất là nhiều thứ và cơ địa của phụ nữ so ra là yếu hơn so với đàn ông vì thế chị em phụ nữ càng phải biết cách chăm sóc cho cơ thể của mình hơn nữa là phải vận động này, nhiều hơn đúng rồi phải vận động nhiều hơn và ngày nay có những cái môn thể thao mà tôi nghĩ rất là phù hợp cho chị em phụ nữ của mình trong đó đứng đầu danh mục tôi phải kể đó là yoga thưa anh là có một câu nói rất quen thuộc người ta nói rằng à, phía sau một người đàn ông thành công thì sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ vậy thì phía sau à, sự thành công của một người phụ nữ thì có phải là có bóng dáng của đức ông chồng của mình hay không ạ à? tại sao không nói rằng là đằng sau sự thành công của người phụ nữ là bóng dáng của nguyên gia đình của chị ấy thì sao và cũng không vì vậy mà ta lệ thuộc vào đức ông chồng bởi vì rất có thể đằng sau sự thành công của ta là những đứa con của ta là người thầy của ta là người sếp của ta người phụ nữ họ được toàn quyền chọn rất nhiều người đứng ở phía sau lưng họ và cũng nói như vậy để đức ông chồng cũng cẩn thận bởi vì nếu như quý vị không đứng vào phía sau sự thành công của vợ mình thì sẽ có người khác đó Dạ vâng ạ, cảm dạ. ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ rất là quý báu từ chuyên gia thì mình nghĩ rằng là các chị em phụ nữ chúng ta à, chắc là sẽ tự xem lại bản thân mình đã cân bằng được cuộc sống của mình hay chưa với những gì mà chúng tôi vừa trao đổi. Nhớ là đừng quên những cuộc hẹn cho chính bản thân mình sẽ làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm và theo dõi đến chương trình bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết các tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau xin kính chào